Okay, good morning everyone. Good morning, teacher. Okay. How are you today, everyone? How are you today? I'm okay. Hope everyone will be fine. Thank you. So today we are going to learn another new grammar. Ngày nay chúng ta vẫn to riêng từ căn vị trí thứ mấy mùi tiết. But before we continue, I have some question to ask you about our last grammar. Do you remember that what is our last grammar? Ta vị trí có muốn những viên bị ấy cái con? Yeah, we're talking about past simple. Dương ban riêng làm past simple start from Wednesday last week, right? Dương ban riêng chập bị cà bị ngày put sắp là môn đành là hôm đó Monday and Tuesday. Chẳng nguyên ban riêng rồi ta hỏi tại tôn tận năng vị trí có past simple. Past simple talking about what everyone? Passing point dùng pi ấy nghe con nó dùng pi sẽ cầm một cái what we talking about the action yeah we talking about past action tại tông từ năng tay tạc ca sẽ cầm một cái đại bang cát là the action still continue in the present or cannot everyone ta sẽ cầm một cái năng ai bắt đầu mà bắt chở bàn ắt rồi còn mấy con rút cái chop ấy chop ấy nghe con nó we admin set bàn toy nè nhảy nhảy mà không pay bắt chở bàn này it's finished already. Vì bạn bằng chấp rồi rồi tới hỏi chẳng sẽ không ai tặng ọc ní phía dìm review mê riêng chạy chạy dương lãng vinh rồi ấy. It's very important when you continue to study for October. Chẳng vì xâm khăn là vì chắc có đầy chơi cover nó không khai phẩm bầy nâng á. Vì nâng chú ý con tặng ọc ní chạp đàm khai đọc. Vì dương chạp đàm khai đọc tới dương chạp đàm riêng phụ ấy chạy nè con á. When we study on October, we will cover vocabulary. We will cover grammar together. Chẳng được phê để dương chạp đàm riêng nó không khai đọc tới dương chạp đàm riêng tặng biết riêng tặng vị trí có châu khi tại một đầu. Chẳng khai phẩm bởi này bởi xin chỉ con chạp bàn vị trí có hai sắp hiểu rồi hỏi đó phê con chạp đàm khai đọc tới ok ấy. Con ai dù bàn bà ta nó khai đọc ấn nó khai phẩm bởi này if you get under 50% bởi xin chỉ con chạp bàn trong hai sắp hiểu rồi cứ con thể hiện vào bàn thế vậy. Chúng ta review và maintain là bệnh 2, 3, 4, 5, 4. Nên chỉ sẽ đầy lực tất chất nha. Chỉ bị lực tất chất. Sẽ mẹp công cô nó ổn nha bằng bài. Bởi vì chúng ta có is very important. Grammar is very important. If you learn English without grammar, you can speak, you can write, but not correctly. Dường ai dạy bàn, dường ai thì say bàn, bắt tay vì ổn trời có bốn tầng ổn. Bắt tay là bệnh đầy nét ổn nha. Check grammar bàn. Trong trời tầm tầm có bốn, bệnh đầy dường này dưới. Nên bệnh đầy dường sơ xế. Cứ dân tụi bạn chụp chạy cứ lọ cứ bị trời. Okay, now everyone, for today our grammar, what is the title of our grammar for today everyone? Have and has to. Okay, have and has and to tặng ốc nè môn pê đại thì chơi chạp đàm chùm mùi nâng have nâng has to thì chơi chong ai con tặng ốc nè yeah con. Thì chơi trong ai con tặng ọc này á. Chơi như sao không ai. Have to and have hay nâng has. Have nâng has bộ không ai thầm mấy con. Con nát đừng. Miền. Bát trầm trời dừng bộ thầm miền thở con. Ủa tí hò cho example. I have a book. Bộ không ai thầm mấy con. What is meaning không ai. Yes, very good. Đó là you have a pen. Mình này thế mấy? Mình bà, trầm trời nè con á. Chứ đó là has when you say anh ăn phở mấy tử. He say it. Very good. Yeah, thì cho chọn bàn cả lại nâng nè. Đó là tôn từ nâng has when cư dân prao cho mùi nâng he, she, it nè con á. Chẳng he has a book. Sẽ chẳng máu. She has a pen. Chẳng cana have dương prao chùm mùi nâng I, you, we hay nâng đầy. Toàn á con? Toàn. Cana has we use with he, she, rồi có it. Chẳng have and have nâng cái lại nâng bọ không ai thầm mạch mảnh. Con nạ bọ mà nhớ bọ thầm mạch have and have cái lại nâng. Miền. Yeah, dương bọ thá. Miền. Vấn đề ở với để dừng riêng là ngày này ở bộ thầm miền tỷ. What? Bộ thầm mấy tới chứ chờ?
Tao này nát đơn hả vậy dân riêng bộ ngay nâng bộ thăm bệnh vĩnh. Trời tài. Bà trời tài ơ tầng ốc này sẽ lắng bơ khổm đi. Heo hay nít mình thu ọt con. À, ọt tì. Mà nên chờ, chúng ọt miền tên, chúng cứ bỏ thảm miền. Bạn tay nó bê cà nà đã thu nơi bị cái tôi khởi. Have to, rồi có has to. Bê nó dân bỏ khmai thảm bệnh vĩnh con. Trời tài. Bà dân bỏ khmai thả trời tài nè con ná. Chúng thay ní dương sắc xa tệ tôn từ nâng modal auxiliary verb. Chúng mua bỏ viết đau mừng ốc cứ modal auxiliary verb. Bạn tay chơi xe mây ở trong đạo màu tế khá là nhận tặng ốc ní bà an. Tại xâm khán ốc thì chơi an thả have to nâng has to từ bà này. Vì cực cơ quan này. Nhưng bỏ khmai thả. Vì translate in khmai trời tài. Lớ dương mà mơ. Chơi nhầm nào rong ra chơi ná tu sắp nhầm mình nâng. Ây tu sắp bỏ nhầm tắt xe va nhầm. Ây chụp nhầm riêng tam tu sắp. À, nhưng vẫn chờ. Ở con, bê khởi con, bạch trap có ở đây đây, con ai còn là châu anh tới ba này, nè con nát tại sao cần bê đại bổng riêng, cũng ai interrupt, cũng ai con đồng khan kê, nè con nát. Ở con chơi ra, để bàn phải chia. Tỏ, ở à lấy dân mà chạp ra mờ. You know S1 everyone? You know S1? Yeah, you yeah. I, you, we, they, nè con nát. Đó bê S2, he, she, it. Chẳng khăn này cứ chia subject nè con nát, cứ chia pronoun subject. Chờ lấy những chạp đam mà mơ affirmative. Cô nát đăng thả affirmative mình đây thầm ấy. Yeah, positive nè con nát, prayuk srop. Chẳng, nó không prayuk srop. Nhưng mơ, I have to get up early. What does mean in Khmer, I have to get up early? Nhóm trời ngớp, bè bờ lâm. Nhóm trời ngớp được nhóm trời tài. Nhóm trời tài. Chúng trời tại ngươi bị bỏ. Bỏ lầm complex na. Have to ní dân bộ không ai tha trời. Trời tại. À lấy dân mơ mơ she. Dân mơ mơ subject tp. She has to get up early. Khơn cái lại ní. Cái đô bị have tự ấy kì vấn tặng ọc ní. Has. Yeah. Cái đô tự chỉ has vấn tặng ọc ná. Con chăm ta have has tự rùa dây. Hay đã ta thu màu. Bị khăn khởi thu. Nè tặng ọc ní. Nếu bị khăn khởi thu. Con khơn bị get up. Ta get up nó cứ chỉ verb 1 rồi có verb 2. À lấy cho dô biết là get tới 3 này. Cũng nói đói up cho. À lấy dô ta biết get tới 3 này. Get nó chỉ verb 1 có verb 2 everyone. Verb 1. 3 verb 1 nè con ná. Chân thời chăm tha. Cả lấy nó cứ trôi tại verb 1 bị cầu thủ. Chăm khổ bêl. Ná. Ôi ta bị cầu thủ cứ đăng tại verb 1. Còn admin set in nà verb e, i, e, i, e nà. No, 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 wrong. Tích tê ná verb ed, verb ấy kế ied, no, ọt miền tế. Toàn nó đang nghe toàn lại nâng á. Toàn. Yeah, hopefully that you understand that point. So in here only verb 1. Nó, cả lại khỏi thu nâng trôi tại verb 1 chỉ nịch. Cũng tha lại à khổm đi. À khổm đi cứ nói tại verb 1 đây. Right everyone? Khởi nhớ, khởi lại những verb 1 khổm đi. Tôi bây giờ he, she, it cả đau cái ọt khóa lê. Khỏi thu ní cái nơi ta vừa vô anh ta đài. Ná, thời trăm ta lại nâng tay một đồn. Dương mật mơ negative. Tập bê tê chế bạc để xét. Everyone, you look at do not, right? Kê bạc do not. Hai bì khẳng cao do not nâng. Cứ phở have to, thoa mà đà. Tăng ốc nì. Cả lại nâng sửa do not. Tại sao cắt ý kê tăng ốc nì. The abbreviation of do not. Don. Chân con ai sẽ say don ba nè con nè. Chân riêng ai sẽ say chân mỗi tiết của ba này. I don't have to get up early. You can write that one. Chân ai thuộc bài nâng ba nè con nè. You I don't. Rồi có I do not của ba. Tại I recommend everyone you should use abbreviation. Chờ sna xong mình này tặng ông đi cua tại phải là sọ cạp từ. Toàn nói tặng ông đi. Toàn. Ok, à lấy dân mật mơ. Dân mật mơ he, she, it, when. She, khơi cái phở ấy cái con lại ní. Does not on. Yes. Ok, chân dân ai ta sẽ sao cắt bán. She doesn't. She doesn't again. Have to get up early. Tăng ốc ní, ở với đây nè tăng ốc ní xung cầu. Nè tăng ốc ní khơi cả tôi khăn khỏi nè. Khơi cái say have to tại đại tầng ốc thở ở tầng ốc này. Khơi nhỏ. Yeah. Ở vậy để đô nó bê bạc để sát. Chơi record nè. Bà record đấy.
với đây sầm khăn nơi khẳng bốc kana ai ở subject tí mối cứ phở do not được còn đón hay kana subject tí pi yên pra đã snot được còn đón có tôi khối nơi ta have to verb nơi ta verb want ta tài toàn lại nâng át tăng ốc nè toàn ok ốc tuần cho đọc và dục sầm nua cho đọc và dục sầm nua nè tăng ốc nè cả lệch mơ kì dội mà đạm mốc á dù đọc bà đọc bê khăn khổm nè kì phởi kì vinh con đã trầm trời và đã là p và to mà tiết cái đã sắp chị ấy thòm đá và tay là p khăn khỏi nít khơi khơi nơi ta tài thở ngọc nè khơi nơi ta tài âm ý đôi thở ngọc nè âm ý đôi thế ba tao mi này đôi thế nè chẳng dương mặc mơ u ti ho nơi khăn cào một tích thì chờ ao u ti ho mà chậm nuôn là bấy chậm nuôi lấy chờ u ti ho sọp bây giờ sọp chờ đã sinh nhà bốc xâm đại lơ bây giờ sọp nè con nè wait thì chờ ta lần phân tích ở vì thông tích ok chờ đặt một hơi đó sửa chờ đặt sinh nhạc bốc chờ chạp là đặt hà you nè you have to cook thử ớt con bạn à lớn tới chị bạn để sai cô nà sẽ mạng chất lời in negative nhầm tỏ lại mà con you do not have to cook ok you don't các bạn đó nè sau cắt lươn ngon you don't have to cook tầm trời lấy đã hai ba nè tầng ngọt nè lấy chẳng đã hai xe ba nè ba mu là hai đấy why vì chị S1 yeah tại sao tại vì nơi chỉ muốn S1 nè chẳng lấy nó have to cook ở lấy dương mà mơ sầm nua câu nát mã chất ca sầm nua mùi question nhôm ok nhôm go khi ở rất hệ tỏ nhôm sĩ đạt go do you have umbrella ấy khúc ta con khúc ta do you have to cook yeah have to cook question mark sẽ nhà xua thở ớt tầng ớt nế trời quay đi mất phép bà trầm trời à lỡ tầm rung chân tà đá tầm rung chân tà đá bằng tay pra cho mỗi sạp chiếc tì bì vinh à lỡ cho đặt tầm ổn she have to được she has to everyone has to bà she has to she has to fly chẳng cho tầng ớt nế fly nế lúc quay tham ai vậy hai ba nọ à tê khăn khỏi thời chưa vơ bay kì khăn khỏi thời chưa vơ vô anh đó dạ vơ vô anh tan xong nè smart chết chị bạn đi sai she to hand slipper she not have she not have to fly. Is it correct, everyone? No. No. Okay, pun secret. Can you correct for your friend? But đặt cái này nó đòn quanh. Đặt đòn. Hãy lục nọt chân. Is it correct, everyone? Ate. No. Okay. Anyone can have long Ellie. Long Ellie. She doesn't have to fly. Trầm trơ, correct. Chẳng lại những nhân pra đã sẵn nó có nát ọt pra đón tê. Sắp chí tí mua nhưng pra đón nó có nát. Tại đợi bê sắp chí tí pi nhưng pra đã sẵn. Hai cái lại ní nhưng đã hai ban ọt. Ọt tê. Ọt tê. Đời xa tại đã sẵn thở ọt con. Đời xa tại đã sẵn chẳng lại ní vì tay chi ấy kì vấn. Vì tay chi ấy kì. Have been. Ọt con. Xong xong nua, câu nát xong ạ chật. Chanity. Chanity, mình còn chăng chlai, bà ta còn ở bàn chlai. Does she have to fly? Is it correct, everyone? Bà ta thở ớt con, does she have to fly? Thở ớt con. Does
Ok, trâm trâu. À lấy thì chợ đạp vào dục mùi tiệt. Vào dục srop. Chợ đạp thi. Subject to pra mùi has, chợ at pra mùi has tì. Bà con. Con trong tha. Con trong đạc lấy ní. Con trong đạc lấy ní hai vinh mến. Has. Trong đạc nắng hai vinh mến. Bà. Khâu hai con. Mù hai đấy mang cái lấy nắng kê đạc hèo. Đấy xa tên đạc nằm một nỉa. Khang lơ ní hai đấy mang cái đạc hèo. Đấy xa tên đạc dẫn nằm một nỉa. Nỉa con mơ form nằm khang lơ lang vinh. Nỉa con khơi nhót kê phở đạc khối hèo. Đọc bê bạc đi xác. Đạc dẫn khối ní nơi tạ hèo. Ở con. Ờ, bây giờ chúng ai còn phiêu chúng tâm riêng tập bốn chẳng. Ok, thì chờ ai bia go. Yeah, sorry. Ta con nói chơi. Chơi tham mấy cái lại nâng. Đã cho mối hào được có has to. Has to. Bạn, chẳng chơi tha he has to go. Thở ớt. Is it correct everyone? Yes. Okay. How about in negative? Tôi chỉ bảo để sai. He. He doesn't have to go. Very has good. Doesn't have to go. Nè. Right. How about question? Does he have to does go? Does. Yeah. He have to go. Question mark. Yeah. Con chlan. À lỡ nâng chùm đạch nâng mùi. Chúng đặt mùi tiệt. Chờ đặt mùi tiệt đó nè. Chờ ai bị eat. Tỏ, anyone? The dog has to eat. The dog has to eat. Is it correct, everyone? Yes. Okay. Yes. Chú bà thì chờ đặt dog ham ai lỡ mình. Ây da, bắt dog rồi nè. Chờ tham ai là lời này vậy. Thở được câu phải dỗ nghĩa. The dog has to eat. Khó. Thở đã ấy vậy. Have. Yeah. Cái lấy đâu tới have vậy nhỉ toàn. Bị bố ấy. The dog is plural. Tại sao the dog nâng cứ chia. Và thổi chả này chạp bị lăng tờ. Phụ hụ vạch. À phụ hụ ấy. Phụ hụ vạch ai chả nạ. Ná. Vì chạp bị lăng tờ. Tại cả nà. The dog admin s which is singular và thụ tại mùi chẳng lại ní trợ đô tới chị ấy vẫn có has wing là bê bạc để xác the dog the dog ấy cái con doesn't have yeah, to doesn't have to eat là bê in question does the dog ấy cái tiết have to eat question mark. Complete nha. In the question form, don't forget question mark. Bộ dục xùm nô, complete sảnh nhá xua. Vô ai ta complete sảnh nhá xua, đưa ai. Nàng con ná. It's not yet correct. Now everyone, do you have any question about our lesson for today? Oh, I have another point. Sorry, wait. Dương nó sao chùm nó trong khối môi tiết. Ông pi how to use, rồi biết prà. Chính dương mơ ca prà ẩn tích nha con ná. We use have to, rồi có has to expressing any strong obligation or duty. Expressing any strong obligation or duty. Bởi dân bỏ khám ai? Cương pra have to được has to nâng cứ bình chạy ẩm bí cả tạp bạc cách. Sko bí cả tạp bạc cách ớt con? Bạc, cả tha. Nè thằng ọc nế. Nè thằng ọc nế. Trời tầng ngơ bí mong bà mũi bực. Ba mạng cầm nọt chân. Tại con thời tầng ngợp, anh đang bị chỉ cái tạp bạc cách, dưới cái chi tu này thì con thể thử. Vẫn tại, miền bịa môi tiết. Nè, miền bịa môi tiết, dương hồ ngay ngay nâng dương liên bịa trời tài. Tại miền bịa môi tiết cua tài. Cua ta nâng ọt thua ọt bà này nè, tăng ọc ní cua tài bê ai sẵn thán bê để cho riêng tam Google Meet. Tại ọt bê ọt bà này, hả lưng cứ khâu cho bạp mồm. Nè tăng ọc ní cua tài bịa mũa sẵn tập hiếp nơi bê để nè tăng ọc ní chi mô tổ. Nè tăng ọc ní lưu bịa cua tài hả? Bạn bạn tay với nè tặng học này riêng này thay đi cứu tiện trong tài trời tài tế ta nhóm tê mau ta nhóm chân. Ok it's ok ta ta ngày này dừng riêng tiện trời tài
biệt trời tai mình đi tha bê khá thưa cả bán bê khá ớt thưa cả bán đài bọn tai mình cừu vì sao ông lấy khá mà chùm nuôn qua bán này dễ tha à biệt cua tai nâng trời tai nâng đôi tạc nia tê tai trời tạc thưa mà ông ớt ớt bán này nhắc con á ok chân này tạc ớt nia ở với đây cho chồng bà chia have to nâng has to trời tai nâng bê khá ớt thưa cả bán đài hay xem này ai mùi tiết cua tai nâng ớt thưa ớt bán tê nha nâng bình chia này tạc ớt nia ở con trăn là lời dương từ mơ cái cặp thế I want to explain you about homework cho trong bây giờ làm pi cái cặp thế hành tích wait ok tao ngọc này khơi nhót con Hey. Homework 9, cái cặp tiếp theo 9. A, choose the best answer. So example line number 1, I have to wash the car. So picture number 2, you. Tạm mà con click lên nó cái mean 2 chứ have to rồi có has to. Chừng example line number 1, have to or has to everyone? Which one? Yeah, because you is a S1, right? You could choose S1, yes. So that's why we use have to. Number 3, my mom. Mom, the subject is C, right? So, has you to. Have to or has to? Has to. Yeah, very good. So, start from number 4 until number 10, you do it by your own. B, write, have or has to, don't or doesn't have to. Chẳng nực nông ní, kà nà nè tặng ọc ní, ọt khơn kê mình đã xử nhạc khoáng. Mình đi tha, vì chìa bà dục ấy cái con, dục sọp. If you see the cross sign, bà xin dịch con khơn xử nhạc khoáng, it means negative. Bà dục bà lại xài. And if you see the question mark, it means the question sentences. Chẳng kà nà khơn bà dục, bà dục nâng khơn xử nhạc số, cứ bà dục, cứ chìa bà dục xùm nụ quay. Now number 1, my sister. Bà dục sọp bà dục xử nụ number 2, everyone? Bà dục sọp. Yeah, it's a positive. Chẳng bà lọc năng, my sister, you complete have to or has to? Has to. Yeah, chẳng you write down has to now. Number 3, you see the cross sign, is it net positive or negative? A question. Cả nà khơi xì nhạc vai chẳng, positive or negative? Negative. Yeah. Negative. Chẳng dân mơ it chỉ as to thở án, chẳng dân phở ấy cái con. Dương proud don't have to or doesn't have to? Doesn't have. Yeah, so you need to write doesn't have. I mean doesn't have to tế, doesn't have to. But doesn't have, cứ ở trời cái dương riêng về chỉ có have to and has to. Nè, còn nè. Chân nó so bằng mà anh tiết, con cô bằng pinh thơ đời khu lần ánh. Đôi bị dạp bằng giấy, nó không cao bằng pinh cái cạp tiền nâng. When you done already, you need to check, okay? Check sẵn á, check it chắc bá, and then you need to click finish, and then you need to put your name, your grade, and the subject. Complete nhá, mình chung mua hay đại bàn trầm trời. Cùng chơi tầm mình cháu, và chặt admin chung mua. Now thank you everyone. Thank today for your hard working. For your joining for my lesson. Good luck.